Xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông TV. Các bác thân mến, lại tiếp tục đến chia sẻ cũng như truyền tải cái nội dung hôm nay đến các bác để các bác theo dõi. Thì hôm nay cũng đã cái hạng mục gọi là hạng mục cuối cùng rồi, làm cái nhà vệ sinh nữa là ok. Hôm nay lên thì cũng thấy mấy chị em váy đen đến giúp để nhấc các cái tấm đan để vào lấp cái bể để phốt các bác ạ. Còn cái nhà bên trong thì cũng xong rồi, ốp lát xong rồi. Còn hiện tại thì còn sơn nữa là sẽ xong. Sơn thì cũng do mưa gió thời tiết nên là cái tường nó chưa được khô nên là cũng chưa dám sơn. Sơn thì nó kiểu là mưa gió khô không kịp thì sợ là mấy nữa lại bị mốc nó sẽ xấu đi nên là sẽ chưa sơn. Đấy, hiện tại thì bốn mẹ con thì cũng đã chuyển chăn màn vào trong để ngủ rồi, ngủ ở trên nền nhà chưa có giường nữa. Đấy thì để anh em thợ chốt công xem là tiền công bao nhiêu, thì còn số tiền còn dư bao nhiêu thì lại tiếp tục mua sắm các cái vật dụng ở trong nhà. Còn như cái thước phim trước thì cháu ông có nói là cháu ông sẽ hỏi ý kiến của bà Hiền Nguyễn ở Mỹ để mua bò, thì bà Hiền Nguyễn cũng đã đồng ý là sẽ chuyển cái số tiền hơn 7 triệu đó để mua một con bò, để mua một cái cần câu để cho bốn mẹ con. Thì như các bác cũng biết là thật sự là để một cái mua được một cái cần câu thì cũng rất là ý nghĩa, rất là to lớn đối với bốn mẹ con ở đây. Đó. Vì là bốn mẹ con thì cũng từ trước tới giờ, từ khi mà các cháu lên thì chưa nhìn thấy mặt con vật to nào cả. Đấy, thì cũng rất là may là bà Hiền Nguyễn thì cũng đã đồng ý là cái số tiền đó sẽ sử dụng vào cái mục đích là cần câu để cho bốn mẹ con. Đấy, thì cũng cảm ơn bà rất là nhiều, cũng đã ủng hộ các hoàn cảnh ở trên kênh cháu Ân Ông cũng rất là nhiều. Đấy, bà Hiền Nguyễn thì hầu như hoàn cảnh nào cũng có tên của bà ấy, có cái tình thương của bà dành cho các hoàn cảnh ở trên kênh cháu Ân Ông TV. Thì cháu Ân Ông xin cảm ơn bà, chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và hy vọng là một ngày nào đó thì bà quay trở lại Việt Nam để thăm các hoàn cảnh mà bà đã dành cái tình thương cũng như cái tình cảm cho các hoàn cảnh. Thì cháu Ân Ông xin cảm ơn. Sau đây xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Toàn là chị em phụ nữ thôi. Thì cũng báo cáo với lại các bác là anh em thợ thì cũng đã rút hết rồi. Hiện tại chỉ còn mỗi một thợ thôi, còn bạn Chỉnh thôi. Bạn này thì rất là nhiệt tình, có nghĩa là cứ gọi lúc nào là có mặt lúc đấy. Bạn này là nhiệt tình nhất trong đội. Là có nghĩa là các cái việc làm á, việc làm ví dụ là gọi bạn này đi thiếu đồ, gọi đi lấy phát là bạn đi luôn. Với lại bạn này chủ động công việc rất là tốt, các cái việc nhiệt tình với công việc, tâm huyết nên là cho bạn này đến. Đấy, toàn là chị em phụ nữ thôi, hôm nay có mới bạn Chỉnh với lại bố nuôi của Tinh và mấy chị em. Tấm này nó nặng. Tấm này nặng quá, tấm này hơi dày. Tấm này nó đổ hơi dày rồi. Lật mặt trên nó mới phẳng Chỉnh ơi. Lật như cái vừa nãy ấy. Lật nó mới phẳng thì nó mới ăn vào tường. Hình như nó dày hơn rồi Chỉnh ơi.
cắm đang nó bẻ tót đúng không? Tót ra vừa tót mà đang lắm bỏ khơi vậy mà cứ quay mà cái bản cũng chẳng đủ phê phê à cái bữa ra bữa quay nó bữa nối rồi bữa ra bữa quay nó bữa nối rồi bữa ra tắt lắm rồi cho lên đến hơn cháu anh ông cũng đang ốm thay đổi giọng rồi thì ốm từ hôm trước đi lên trên kia về buổi chiều về dính mưa nên là ốm tiếp kiểu hôm đấy rất là nắng xong là chiều tối về chưa đến nhà nửa đường thì lại dính mưa nên là ốm đi lên nhà cháu Minh Hưng về chính chân chính chính lấy đơn cầm như thế không phải đâu chính ơi ở bên cạnh làm nhất ở cạnh mà ôi dồi ôi đây, lực lượng váy đen đến hộ đấy đầu nó phải suy nghĩ một tí. Thì viết cái kia vào xong là lấp đất vào. Nhưng mà bên trong chưa dấn nước là đừng có chơi ở đấy nha. Được rồi. Xong là miết đấy mà. Đấy, ông dấn hơi xa. Đấy, còn chưa được gọn gàng lắm đâu các bác. Cái này thì sẽ cho 40 con dọn dần để cho nó gọn, lấp cái ống nữa. Còn bên trong thì cũng còn một chút ít là chỗ cái lỗ thông nhà vệ sinh ấy, có ba lỗ. Lỗ thoáng để thoát nhà vệ sinh. Còn chưa được đánh vuông, chưa được chát vuông này. Còn cái lỗ một lỗ đằng sau nữa, còn lỗ kia thì mấy nữa sẽ dấn tét nước xuống. Còn cái tét nước này chắc là sẽ để đẩy lên trên để dấn nước xuống dưới này. Để vào nhà xả xuống nhà vệ sinh. Lát nữa cháu ông sẽ quay bên trong nhà để cho các bác cùng xem. Rất là khang trang rồi. Sẽ dần dần dọn cho nó gọn gàng. San thế này để nó. Còn cái ống kia tí nữa lấp vào chú ạ. Ống nhà vệ sinh kia cào xung quanh lấp vào. Chú lên đêm cái kia đi, đêm cái kia xong rồi, còn tí nó lại vắng nhiều quá. M
vẫn còn chưa được gọn lắm các bác ạ. À, hiện tại thì phải giải phóng hết cái này đi thì mới gọn gàng được, thì cũng dần dần thôi. Bởi vì là cái phần ngoài sân này thì sẽ để bốn mẹ con tự làm. Đấy, hiện tại thì cũng chưa làm ruộng vì ruộng nó thì chưa có nước nhiều nên là chưa làm được. Cũng sắp đến mùa làm ruộng rồi. Cũng sẽ cố gắng để hoàn chỉnh cái nhà xong là để cho bốn mẹ con đi nương, đi đồng. Đấy, cửa đây thì đang chờ cửa nữa. Cửa anh em thợ làm cũng chưa xong. Và sơn. Này, nghiên cứu cái nhà vệ sinh lắp mái chứ xong, bây giờ mới xong. Đừng có đùa, ai không biết lắp thì không lắp được đâu. Biết là cái này này, cái linh kiện cái này này. Biết có phải như này hay không? Ui, sai rồi. Sai rồi. Đấy, lau sạch sẽ vào nhé, cái chỗ nào mà bị cứng ở đấy thì lau sạch vào. Lau sạch vào để 1-2 hôm nữa khô thì mới lên sơn được. Cả trong nhà, từ ngoài, từ đây vào trong nhà nữa nhá. Cho sạch sẽ vào. Đấy, cũng đã được như này ok rồi. Mấy cái nào mà nó cứng xi ở đấy thì lau vào ở dưới chân nữa kìa. Mấy đứa là bẩn ở đấy ấy. Cái này là chưa được vào dùng nữa nhá, chưa lắp ống nước nhá. Mai chưa lắp ống nước này. Từ trong, từ ngoài vào trong lau hết sạch vào nhá. Đây bốn mẹ con thì cũng đã mang đồ ở đây ngủ, không có giường nhưng mà cũng đã ngủ ở như này rồi. Đấy. Bởi vì là trong thời gian này là mưa rất là to nên là ở bên kia thì không ở được rồi. Đấy, cũng chuyển ở đây ngủ trước thì để tối nay cháu ăn ông xem anh em thợ chốt sổ xem là còn dư bao nhiêu tiền. Đấy, tiền công xem là bao nhiêu tiền công và sẽ còn số tiền còn dư bao nhiêu. Số tiền ấy thì cộng cả vừa rồi là cộng cả chuộc đất này, cộng cả mọi thứ vào tất tật là được 180 mấy triệu. Đấy thì xem trừ cả tiền ăn trước đây hơn 9 triệu và tiền chuộc đất 10 triệu rồi, đã 19 triệu rồi, còn tiền mua ống nước cũng riếc nữa. Đấy là còn 160 mấy triệu thì xem còn dư bao nhiêu. Thì một
xem nào, trừ 7 triệu nữa. Thế là còn 150 mấy triệu, xem là còn dư bao nhiêu thì lại tiếp tục mua giường cho 4 mẹ con. Cũng phải mua giường cho ngủ ở cái nền này thì cũng nó sẽ hại đến sức khỏe các bác ạ. Sức khỏe không đảm bảo thì còn ngủ ở trên nền đất như này thì là sẽ không được ok. Còn đây là tiếp, đây là cái buồng. Cái buồng thì cũng được ốp lát sạch sẽ rồi. Đó, thì một hai hôm nữa để khô thì sẽ cho chỉnh lên để trà. Trà xong là sơn. Cũng từ sơn từ trong ra ngoài, để chỗ mặt tiền sơn trong nhà hết. Và bây giờ mà cái nền gạch mà nhìn cũng nền gạch rất là đẹp rồi. Thì mình không sơn vào thì nhìn nó không được sáng cái nhà. Đấy. Còn cái gạch ốp tường cao này này thì có một số bác thì cũng có nói là ốp cao này xấu. Thế thì bởi vì là có trẻ con mà mình cũng ốp cao ấy thì mình khi mình sơn vào trẻ con thì lại chân đạp này nọ rất là bẩn, nên là ốp cái tường cao này thì nó sẽ phù hợp với trẻ con. Đó. Trẻ con là hay nghịch thì chân hay đạp vào tường. Đó, nằm xuống xong là chân hay đạp vào tường. Nếu mà mình sơn thì trẻ con đạp nghịch một thời gian thì nó sẽ xấu cái nhà đi, nên là sẽ ốp cái tường cao này. Đó, ốp cái tường cao này nó cũng đẹp mà. Mương thì đang dọn ở trong này, còn hiện tại thì cũng chưa xong đâu các bác, chưa xong hoàn thành đâu. Vì là cái hiện tại là còn cái bếp sàn bếp ga này nữa. Sàn bếp ga này thì cũng sẽ ốp lát và ốp tường này nữa. Đó. Và còn cái chậu rửa bát nữa chưa xong. Đấy, bây giờ là chắc trong khoảng 1-2 hôm nữa mới nắng mới quay lại đây để làm cái nhà, là sơn cái nhà đi thì lắp cửa nữa. Thì ôi giời. Dọn nhá, dọn sạch sẽ nhé. Cái ván của anh kìa, lấy xếp vào một đống xong là dọn mọi thứ sạch sẽ nhé. Trong khoảng 1-2 hôm nữa thì mới quay lại đây để tiếp tục ốp cái bếp với lại sơn cái nhà luôn. Bởi vì là bây giờ lên làm thì cũng mấy nữa lại một lần công để sơn nữa, nên là sẽ cái bếp sẽ phải làm trước rồi. Cái bếp làm trước thì mới sơn được. Đó. Mới lấy chính. Đây còn cái này nhé, cái này thì vẫn phải cạo. Đấy, còn cái này mấy nữa chắc phải làm một cái bậc ở đây rồi. Nó cao quá, nó cao so với cái nền, nên là phải làm một hai bậc ở đây để cho đi vào nhà. Còn cái khu này thì san phẳng hết đi, san chỗ này hết ra đây, không được lấy đất đi đâu nhá. Để cho nó cao hơn một tí cũng được, cao hơn cái kia một tí cũng được. Xong là lấp cái này này. Cái này phải lấp từ từ nhá. Lấp cái này vào, còn cái kia cái nước thải nữa. Ôi giời, hồi nãy lấp vội quá rồi. Còn cái nước thải chưa ấy đây này, là sẽ dẫn nước thải ở đây. Ở đây còn mới lấp được chỗ này cơ. Dọn hết sạch hết chỗ này đi, gạt vào đây. Còn cái nước thải thì ống bé thôi, mấy nữa mình ấy cũng được. Nước thải thì một lần lấy cái vòi đen này này về cho vào cũng được. Nước giặt, nước giếc. Thì nước giặt thôi, còn mấy nữa còn nước rửa bát thì giếc nữa. Đi vào đây. Này, tất cả những cái này là phải dọn đi hết này. Dọn sạch sẽ từ chân tường cao cho nó phẳng sạch sẽ luôn, như lát luôn. Hay bốn mẹ con thì không làm gì thì ra làm luôn. Chiều làm luôn cũng được. Ra đây đi. Cái này thì
Cái này hôm nọ đổ lên hơi cao nên là bây giờ phải san như đây để đừng để cho san vào đây đi, đừng để cho nó cao quá, cao quá mấy nữa mưa vào đây thì nó sẽ hắt vào cái tường bẩn. Còn tất cả cái ván của anh phải ghép mấy vào, cất cẩn thận vào cho anh nhé. Cái rát này dọn sạch sẽ đi, để ở đâu để làm củi em giết đi. Còn cái bột đá này thừa này thì sẽ một hai hôm nữa sẽ xem cái kinh phí như nào đi thì sẽ láng cái sân cho. Xem kinh phí như nào, thứ nhất là cần thiết nhất là mua hai cái giường này. Còn bàn ghế thì để sau cũng được, bàn ghế sau này có tiền thì mua sau cũng được. Bây giờ bởi vì là mình cũng khách khứa đến thì mình giải chiếu ra để ngồi cũng được. Đó, còn cái cần thiết là bây giờ là hai cái giường để cho ngủ trước đã. Ngủ ở trên cái sàn thì sẽ không ổn. Mặc dù cũng ốp lát gạch sạch sẽ rồi, nhưng mà ngủ ở đấy thì nó vẫn là trực tiếp với mặt đất mà. Nên là nó sẽ, cái sức khỏe nó sẽ không được tốt. Còn máy cắt máy giết để ở đây hay là mang lên trên kia chỉnh? Cái này nhé, cái này là mang lên trên nhà Hưng nhé. Để còn cắt sắt nhé. Cái thước này thì nếu mà mang lên được thì cứ mang lên để đây luôn. À, cái thước này chưa cần. Thước mang về cất đi. Mang để nhà anh nhé. Đây, còn cái này sẽ dọn đi một chỗ đi. Cái cắt chát này tạm thời là dọn để một góc nào đó đi. Để dọn hết cái này. Cái này là sẽ mấy nữa sẽ láng lên đây. Nếu mà đủ kinh phí láng đây xong là để một hàng vườn ở đây. Trồng rau ở đây. Để cho nó mát cái nhà một chút. Ôi ôi. Như. Dạ chào chào con bà. Cái nhà vệ sinh thì cũng đã được lắp ra ngoài này rồi. Này cũng không có đến tính khẩu. Cái này mấy nữa không, nếu mà không ấy thì không cần lớp đâu. Mấy nữa sẽ láng qua một lượt để cho nếu mà có việc thì mình ra đây rửa giấy ở đây cũng được. Để rửa giấy ở đây đỡ phải bẩn. Đấy, mấy nữa lên xem kinh phí như nào thì nếu mà lên láng được cái sân thì sẽ láng qua để cho nó mịn để mấy nữa mình có thể làm cái việc gì thì mình có thể lên đây để làm để đỡ phải chạm vào đất đỡ bẩn. Đấy, bây giờ thì cũng đã cái nhà nói chung là hiện tại là còn lắp cửa và sơn nữa là ok rồi. Và cái hệ thống đường nước nhà vệ sinh nữa là xong. Đấy, hiện tại thì lại tiếp tục qua lên trên kia để làm cái móng cháu Minh Hưng đã. Khi mà đổ móng của cháu Minh Hưng xong. Đổ móng của cháu Minh Hưng xong để chờ khô 1-2 ngày đấy thì lại tiếp tục quay lại đây để lắp hệ thống nước ở đây với lại ốp cái bếp, cái bàn bếp ga. Đó. Bởi vì là ở trên nhà cháu Minh Hưng thì các bác cũng biết rồi, cái hôm trước thì cũng đến để cũng đã làm được một chút móng rồi. Thì hôm nay sáng nay mưa rất là to nên là anh em thợ nghỉ. Còn thợ đi thì sẽ là cho hai thợ nghỉ. Bởi vì là thật sự là cũng lúc đầu mới làm thì cũng rất là nhiệt tình. Nhưng mà càng làm thì càng thấy kéo thời gian, câu thời gian. Nên là cháu ông cũng muốn là tại sao cháu ông hay nói thợ là sao làm chậm như này thế kia. Đi thì cũng nói thật sự là cái số tiền mà các cô các bác bỏ ra cho bốn mẹ con thì cũng muốn là bởi vì là bốn mẹ con còn khó khăn quá nên là cũng muốn là cái tiến độ anh em thợ làm nó phải hiệu quả để thứ nhất là mình bớt cái thời gian đi để đỡ phần nào để giúp gia đình. Đấy, cháu nông thật sự là cháu nông cũng muốn để tiết kiệm để cho dành cho bốn mẹ con vì còn khổ quá. Đấy, không phải là cháu nông giục anh em thợ làm nhanh xong là cái thời gian ngắn đi. Xong là tiền dư ra thì cháu ân ông đút túi đâu, không có chuyện đấy đâu. Đấy, anh em thợ đừng có nghĩ ân ông như vậy. Đấy, nói thật sự thì
Nhiều lúc anh em thợ làm thì cũng nó kiểu ban đầu thì mới đi theo làm thì rất là nhiệt tình, nhưng mà về sau thì lại càng làm càng thấy Làm phê được phê được. nó không ổn đấy, thì sẽ Đúng. cho hai anh Đúng em rồi. thợ nghỉ, Phê được phê được. còn Phê được phê được. hai thợ ba Quá. thợ thì lại bắt thêm thôi, bắt Ừ. thêm để làm ở trên nhà Nhiều cháu khi Hưng. cuộc sống tính Vì anh nhiều em khi thợ cứ giờ nghĩ họ còn là bận bé người ta cứ không cho câu thời gian để cho anh ông ra được tiền như này thế kia, cuộc thì thật sống sự thế. là cái tiền đấy thì không có đâu, để cho anh ông để đỡ đút túi nhiều, là cái chuyện đấy không bao giờ có luôn đấy. Tiết kiệm thì tiết kiệm để cho bốn mẹ con, để cho bốn mẹ con đỡ khổ đấy. Như anh em thợ thì không biết là có nghĩ đến cái chuyện đấy hay không, nhưng mà bốn anh em thợ, bốn mẹ con thì cũng rất là khổ rồi, nên là cũng anh ông cũng muốn là cho anh em thợ đẩy nhanh cái việc làm, đẩy nhanh cái tiến độ nhà để dư bớt vài chục nghìn cũng được, hoặc là vài trăm nghìn để cho bốn mẹ con đi đong được một vài bơ gạo để sống qua ngày đó. Nên là mong một lần nữa mong là anh em thợ thông cảm cho anh ông. Đấy, còn cái tét nước này này, cái tét nước này thì cũng thấy hơi to, nên là bởi vì là cái tét này là tét 1,5 lít, nên là sợ là đặt lên trên kia thì sợ là ảnh hưởng cái tường nhà. Làng mỏ đi hố vô Bởi vì lên là hố cái tường này liền với cái nhà cha chính, như đã nhiều liền với cái nhà chính, nên là nước đó. sợ là cũng không biết là cái chịu chịu nổi hay không. Mà cái dầm thì cũng rất là to rồi, dầm không nhỏ một chút nào luôn. Dầm này thì không bao giờ sợ nứt tường này nọ rồi, trừ khi mình làm dầm bé quá thì nó sẽ bẻ đấy. Cái dầm này thì quá là ok đấy. Vừa rồi cũng có rất là nhiều cô bác có nói cháu nông là cái dầm này tốn cái dầm nhiều quá, tốn cái móng nhiều quá đấy, thì các bác, các cô, các bác, các mạnh thường quân đã bỏ cái tiền, cái đồng tiền ra cho đấy thì cũng phải xứng đáng cái đồng tiền. Bởi vì là bốn mẹ con thì cũng nói hay không thì các bác cũng đã biết rồi, là cũng cực khổ và chịu bao nhiêu ngọt bùi đắng cay rồi đó. Nên là cũng sẽ làm sao để cho bốn mẹ con an tâm nhất đó. Cái nhà này đấy thì cũng nếu mà để bốn mẹ con làm thì chưa chắc 10 năm sau nữa chưa chắc làm được cái nhà như này đấy, trừ khi là sau này cháu Tinh lớn lên, cháu Nhuệ lớn lên đi làm thuê đi công ty này nọ thì gom góp may ra thì còn làm được, chứ còn mà trước mắt mà để làm thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Thì cũng hôm nay đấy thì chỉ một thợ lên để làm nốt cái phần nhà vệ sinh rồi xiếc, để còn để cho nó xong. Xong là cũng vừa nãy cháu ông có nói một lần rồi, sẽ chờ khi nào mà đổ cái móng nhà của Hưng thì còn chờ móng cứng mới xây, thì sẽ quay lại đây để hoàn thiện nốt cái bếp. Cái bếp và cái ống nước này, khoan cái ống nước này dẫn nước vào nhà vệ sinh. Thì cái thước phim này cũng xin được khép ở đây. Cháu ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác các thước phim tiếp theo. Cháu ông xin phép được giới thiệu đến các cô các bác là cháu ông có bán các mặt hàng ở trên gian hàng nho nhỏ của cháu ông. Đầu tiên là cháu ông có bán mật ong khoái và mật ong bạc hà. Khi các bác mua mật ong khoái hoặc mật ong bạc hà, mật ong rừng, thì cháu ông cũng sẽ có gửi tặng cho các bác 5 lạng chè nhâm trần để cho các bác đun uống cái mùa hè này để giảm nhiệt các bác nhé. Tiếp nữa thì cháu ông có bán hoa đu đủ đực khô. Hoa đu đủ đực thì các bác cũng biết là cái tác dụng của nó rồi. Tiếp là cháu ông có bán trà hồng sâm, sơn mật hồng sâm. Và tiếp là cháu ông có bán cái thuốc một người khỏe hai người vui.
tiếp là cháu nó có bán cái thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp các bác nhé. Tiếp là cháu nó có bán cái trà mà điều trị mất ngủ, hỗ trợ mà mất ngủ. Tiếp là cháu nó có bán cái táo mèo khô. Đó, quả táo mèo khô. Tiếp là cháu nó bán có bán là nấm ngọc cẩu, cũng một người khỏe hai người vui. Và cây nhâm trần, cây nhâm trần mùa hè này thì các bác mang đun uống rất là mát, giải độc gan. Và chuối hạt rừng. Đấy, cũng một người khỏe hai người vui. Tiếp là cháu nó có bán dây thề canh hỗ trợ điều trị tiểu đường. Như các bác cũng biết là vừa rồi có một cô gọi điện phản hồi cháu nông là uống cái thề canh này là hỗ trợ điều trị tiểu đường thì giảm cái lượng đường rất là nhiều. Tiếp là cháu nông có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Tiếp là cháu nông có bán là cây cỏ máu bổ sau sinh nhá. Mà tiếp là giảm béo thì có khổ qua rừng. Đó, cái mướp đắng rừng bác lấy về ninh với xương ăn hoặc là đun uống. Rồi cháu nông có làm được làm khô được cái củ giấy rừng. Các bác cũng biết rồi, cháu nông đi vào rừng lấy thì cái củ giấy này có tác dụng như nào thì các bác nghiên cứu ở trên Google, ở các trang mạng xã hội thì các bác cũng sẽ biết là cái tác dụng của cây củ giấy. Thì với cái gian hàng như nhỏ của cháu nông vừa giới thiệu với các bác thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với cháu An Nông qua số điện thoại 0326 628 386 để liên hệ gặp vợ cháu An Nông để đặt hàng. Thì cháu An Nông xin cảm ơn các bác.